Chào các bạn buổi tối thứ hai. Giống như thường lệ thì tối hôm nay chúng ta như thế nào à? Chúng ta chia sẻ live stream đến tất cả các bạn. Chúng ta xem cái chương trình live stream tối hôm nay. Cái chủ đề tối hôm nay là cái chủ đề gì ạ? Chia sẻ đến ra khởi nghiệp để chúng ta có cái cuộc đời, cái cuộc sống nó tốt hơn, nó ý nghĩa hơn. Rất là nhiều bạn hay hỏi mình cái câu đó. Làm sao để em có cái cuộc sống tốt hơn, làm sao em có cái cuộc sống nó ý nghĩa hơn. Mình có luận rằng là chọn cái cuộc đời làm kinh doanh thì nó sẽ giúp cho cái cuộc sống chúng ta nó sẽ có ý nghĩa hơn. Và tối hôm nay mình chia sẻ bạn cái điều này, làm sao để chúng ta có cái cuộc sống khi ra làm chủ thì chúng ta có cái cuộc sống nó ý nghĩa hơn nhiều. Chào bạn Khoa Phạm, bây giờ chúng ta chào nhau đi. Chào bạn Thanh Hương. Chào bạn Dương Đình Quý. Ok, chào bạn Phương Viên Phương Kinh. Chào bạn Phan Nguyễn. Chào bạn Từ Thị Nương. Chào bạn Thuận Phong. Ok, bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment số 1. Còn bạn nào đã biết mình rồi thì chúng ta giới thiệu nhau. Chào bạn Thida, tuần rồi không thấy em đi học. Chào bạn Đức Akira. Vâng, chào bạn Hải Phan. Bạn nào đã biết mình rồi thì các bạn comment xuống. Comment xuống và chia sẻ chứng chỉ xây dựng. Ok, chào bạn Bùi Linh Bùi. Ok, chào bạn Thanh Ly. Rất nhiều bạn khắp mọi miền đất nước. Và chào bạn Lê Hiền. Vâng, quá nhiều bạn đi. Chào bạn Pha Minh, rất là tuyệt vời. Buổi tối thứ hai giờ này các bạn đi chơi về chơi. Chào, vâng, chào bạn Quân Dương. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống số 1 nha. Chào bạn Đỗ Văn Chính. Và qua cái Facebook này chúng ta quen biết nhau. Và sau khi mà xem cái live stream này xong á, thì các bạn nào comment số 1 thì mình sẽ làm quen với các bạn. Mình sẽ kết nối với các bạn. Chào bạn Xí Muội. Ok, rất là tuyệt vời. Chào bạn Nguyễn Thị Trúc Giao. Chào bạn Cao Minh Thắng. Vâng, các bạn nào giới thiệu sâu hơn một chút xíu nữa là các bạn ở cái khu vực nào thì các bạn cũng comment mình là đang ở cái khu vực đó. Các bạn ở Bình Dương thì các bạn nói các bạn ở Bình Dương. Em dẫn đoàn đi Hòn Hòn Sơn. Hòn Sơn là ở đâu bạn Thida ơi? Bạn Dương Đình Quý nhớ chứ? Bạn Dương Đình Quý bạn ở Thủ Đức mà đúng không? Quá lâu rồi. Chắc cũng 8 9 năm rồi bạn Dương Đình Quý nha. Ok, chào bạn Xí Muội, lần đầu tiên biết bạn. Vâng. Chào bạn Vũ Hồng Văn ở Bà Rịa Vũng Tàu. Vâng. Chào anh Nguyễn Xuân Khâm. Chào bạn Khoa Nguyễn. Vâng. Bạn ở Tiền Giang. Bạn nào ở khu vực nào thì chúng ta comment xuống. Giới thiệu sâu hơn về mình và để bắt đầu vào chương trình thì mình sẽ giới thiệu về mình. Chào bạn Trần Hoàng Dũng. Vâng, mình tên là Nguyễn Thái Duy, năm nay mình 42 tuổi, mình sống tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại thì mình đang ở quận 2. Vâng, chào bạn Diệu Nguyễn. Và mình thành lập cái trung tâm B-Training từ năm 2009 cho tới giờ nó cũng đã được 9 năm rồi các bạn ơi. Và mình chuyên chia sẻ những cái khóa học rất là nổi tiếng. Đó là cái khóa làm chủ doanh nghiệp hiện tại rất là nổi tiếng của mình. Mình giới thiệu sơ về mình. Sau khi mình giới thiệu xong thì mình sẽ chia sẻ cái chủ đề này cho các bạn, cũng như các bạn hãy giới thiệu về các bạn để mình còn biết về các bạn ở khu vực nào thì các bạn tìm hiểu, nói về các bạn ở cái khu vực đó, các bạn kinh doanh lĩnh vực gì thì các bạn cũng giới thiệu các bạn ở cái khu vực đó. Ok. Các bạn nào chưa chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn thì các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn để gì ạ? Để nhiều người biết hơn. Vâng, lâu quá chưa gặp Lê Việt Trường. Ok, Trường ơi. Và đây là cái trung tâm B-Training của mình. Cái chữ B-Training. Đây là cái khoa học nổi tiếng mà mình đã chia sẻ những năm qua. Và rất là nhiều bạn trẻ đến cái chương trình của mình. Họ đã thay đổi từ đây. Đây là cái địa chỉ của trung trung tâm mình. Số điện thoại hotline. Nó nằm ở đây. Vâng. Và đây là ba cái quyển sách của mình. Mình là tác giả của ba cái quyển sách này. Cái quyển thứ nhất là cái quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Các bạn nào muốn ra khởi nghiệp thì phải đọc cái quyển sách này. Cái quyển thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi, là chỉ cái cách hành trình các bạn ra làm kinh doanh từng bước bạn đi như thế nào, là cái quyển Bị Dân Đầu Quay. Cái quyển này thì bán trên Amazon. Mình cũng chuẩn bị ra cái quyển sách thứ tư là cái quyển Bán Hàng Online Ngay. Vâng, và rất là vui được kết nối với các bạn buổi tối ngày hôm nay. Mình không có ngồi ở trong cái phòng làm việc của mình ngồi ở ngoài phòng khách. Và bạn nào trên khắp mọi miền đất nước mà bạn sở hữu hai cái quyển sách của mình, cái quyển Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, trên khắp mọi miền đất nước ở đâu cũng được,
Các bạn chỉ cần cho số điện thoại là sách sẽ gửi đến tận nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước, ở tỉnh thành nào cũng được. Và bạn nào sở hữu hai cái quyển sách này thì mình sẽ ép các bạn vào một cái group riêng, cái group này chỉ dành cho những người kinh doanh và sở hữu hai cái quyển sách này. Các bạn nào mà có hai quyển sách rồi mà các bạn chưa được ép vào group thì các bạn comment xuống. Và các bạn nên nhớ, có hai quyển sách cũng chưa được vào group đâu, các bạn phải trả lời được những câu hỏi. Tại vì người nào có sách thì mới trả lời được những câu hỏi này, người nào chưa có sách thì không có trả lời được câu hỏi đâu. Và đảm bảo 100% những người vào group là đã đọc sách, để không có hỏi những câu hỏi rất là cơ bản, rất là mắc công. Chúng ta là cái group mà kết nối về kinh doanh mà, đó là tất cả những bạn trên khắp mọi miền đất nước, chúng ta sẽ được kết nối với nhau thông qua cái group này, để chúng ta khai thông về kiến thức kinh doanh, để chúng ta có cái cuộc sống kinh doanh nó tốt hơn. Vâng, và vừa rồi là mình có một chút xíu giới thiệu về mình. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chương trình chính. Và bạn nào có sách thì chỉ cứ comment số điện thoại xuống cho mình, thì sách sẽ gửi đến nhà các bạn hai quyển sách. Mình bán theo giá bìa thôi, hai quyển sách là 210.000 đồng. Thì có ưu đãi cho các bạn trong giai đoạn này là phí ship cho các bạn. Cái chi phí ship đi các tỉnh nó mất hết 50.000 rồi các bạn ơi. Và lúc này mình sẽ như thế nào ạ? Lúc này mình sẽ ưu đãi cho các bạn. Còn về sau thì cái điều kiện vào group nó sẽ khó khăn hơn. Thứ nhất là không được ưu đãi cái phí ship, các bạn phải tự mua và các bạn phải tự ship. Lúc sau nữa cái quyển online ra thì cái điều kiện để được vào group là các bạn phải sở hữu tới 3 cuốn là. Nên là các bạn nào ngay giai đoạn này biết thì cái điều này rất là tuyệt vời. Và bạn nào chưa chia sẻ cái livestream này thì các bạn chia sẻ livestream này về nhà các bạn đi. Mình mới nhìn trên cái màn hình của mình, mình đang nhìn trên cái màn hình laptop nè, mình thấy mới có 6 bạn chia sẻ. Các bạn nào chia sẻ livestream thì các bạn tranh thủ chia sẻ livestream này về nhà các bạn. Vâng, vậy thì bây giờ mình lại tiếp để chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề này. Các bạn có sẵn sàng chưa? Nếu các bạn sẵn sàng rồi thì các bạn nói là các bạn sẵn sàng rồi. Ok, bạn Nguyễn Thị Hạnh, ngày mai các em nó sẽ alo và nó sẽ giao sách cho em, rất là vui kết nối với em. Vâng, vậy thì làm sao chúng ta có được một cái cuộc đời tốt đẹp, làm sao chúng ta có một cái cuộc sống tốt đẹp? Có rất là nhiều bạn cứ hỏi với mình là làm sao để em có cái cuộc đời tốt đẹp, làm sao em có cái cuộc sống tốt đẹp, hoặc là làm sao em có cái cuộc sống tốt đẹp y như anh, y như thầy. Ok, có rất là nhiều người nói vậy và bản thân mình cũng vậy. Mình xuất thân cảm ơn bạn Thanh Hương mới xây nhiều, cảm ơn bạn Phan Minh. Mình xuất thân không phải là cái cuộc sống của mình là nó tốt đẹp, mà mình sống ở nông thôn, giống như các bạn ở đây. Các bạn cũng ở, rất là nhiều bạn ở đây, chúng ta cũng xuất phát từ nông thôn, mình cũng xuất phát từ nông thôn nghèo. Và mình cũng phải vượt qua rất là nhiều trở ngại, đặc biệt là trở ngại về gia đình, trở ngại về điều kiện tài chính, điều kiện khó khăn. Tuy nhiên bây giờ 42 tuổi đời mình lại sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở cái khu Thảo Điền, quận 2. Cái khu này được mệnh danh là một trong những cái khu giàu có nhất của Sài Gòn này. Và cuộc sống của mình hiện tại nó rất là tuyệt vời. Mình cũng mới vừa đi ăn tối với gia đình của một bạn về. Và tối mai mình cũng được một bạn cũng mời gia đình mình đi ăn tối. Và hàng ngày mình đều có được cái kết nối đó. Bạn Kim Phượng, em comment số điện thoại thì ngày mai sách sẽ gửi đến nhà em. Vâng, vậy thì làm sao để chúng ta có một cái cuộc sống tốt đẹp, làm sao để chúng ta có đời tốt đẹp? Thì mình luôn nói các bạn ghi vô nè, sống là một kỹ năng, để có một cái cuộc đời tốt đẹp thì đó cũng là một kỹ năng. Ok chưa? Đó là một cái kỹ năng sống. Em có đủ sách rồi thầy ạ. Ok, chút xíu sẽ đưa em cái đường link. Sau khi mình livestream xong thì mình sẽ đưa cho bạn link. Các bạn ghi vô đi. Sống là một cái kỹ năng. Để chúng ta sống được tốt, chúng ta cần phải có cho mình những cái kỹ năng. Sống nó cũng giống như bất kỳ một cái lĩnh vực gì khác thôi. Để chúng ta có cuộc sống tốt đẹp thì chúng ta cần phải có cái kỹ năng để chúng ta làm cho nó tốt đẹp ra. Ví dụ như là để bạn trở thành cho bạn Anh Quân, tuyệt vời. Mình ví dụ thôi, mình một cái vụ ví dụ rất là đơn giản thôi. Nếu mà bạn là người gì
là bạn là người tài xế lái xe. Chào bạn Đỗ Thành Trọng, lâu quá không gặp em. Lúc này em trở thành đại bàng chưa Trọng ơi? Bạn hình dung ra điều này chưa? Nếu mà bạn muốn trở thành một cái người tài xế lái xe giỏi, ok, người một tờ người tài xế lái xe tuyệt vời, thì bạn phải đi học nó. Bạn cần phải có những kỹ năng của một người tài xế tuyệt vời. Không phải tự nhiên mà chúng ta trở thành một người tài xế tuyệt vời được, mà chúng ta cần phải có cái kỹ năng về nó. Không phải ngẫu nhiên được. Và nếu vâng, lâu lắm rồi chưa gặp Trọng. Em với Quý nữa, lâu lắm rồi hai anh em không có gặp đứa nào hết. Ok chưa? Và nếu mà bạn muốn trở thành một người kế toán giỏi thì cũng y như vậy, bạn cũng cần phải có một cái kỹ năng, có những cái kiến thức về kế toán, có kỹ năng về kế toán, và bạn phải dành thời gian để bạn luyện và bạn trau dồi nó. Không phải tự nhiên là chúng ta có một cái cuộc đời tốt đẹp được, không phải tự nhiên là chúng ta có một cái cuộc sống tốt đẹp được. Nó là sống, nó là một cái kỹ năng, và muốn có cuộc sống tốt đẹp thì chúng ta phải có cái kỹ năng để chúng ta luyện nó lên. Để trở thành một người tài xế tuyệt vời, chúng ta phải có những cái kỹ năng tuyệt vời. Để trở thành một người kế toán tuyệt vời, chúng ta cần phải có kiến thức và kỹ năng, và chúng ta phải tập trung cho nó. Để có một cái cuộc sống tuyệt vời, các bạn cũng cần phải có cái kiến thức, các bạn cũng cần phải có những cái kỹ năng để các bạn gì à, tạo cho mình cái cuộc sống đó rất là tuyệt vời. Các bạn thấy chưa? Đó là cái quy luật. Khi ai mà hiểu được cái quy luật rồi á, thì tự nhiên họ như thế nào họ trở thành những việc đó nó rất là đơn giản, nó rất là cơ bản, nó không có cái gì là phức tạp hết. Tuy nhiên có những người suốt ngày họ hỏi những câu là em đi tìm sứ mệnh cuộc đời em, em không biết em đam mê cái gì. Bởi vì sao bởi vì họ không có những cái kỹ năng, họ thiếu những cái kỹ năng sống. Ok, chào bạn Thái Huy, lâu lắm rồi, bạn Thuy ở bên Nhật Bản. Và lâu lắm rồi cũng không có thấy em vào Facebook của mình, em comment đâu gì hết. Không biết lúc này cái cuộc sống của em nó sao rồi, công việc của em sao rồi, Thái Huy nhé. Chào bạn Hiền Trần, em đã nhận được hai quyển sách rồi, ok. Chút xíu nữa livestream xong sẽ đưa em đường link và em vào. Ok, chào bạn Phan Tấn Đông. Rất là vui bạn Phan Tấn Đông xem cái chương trình livestream mình. Bạn Phan Tấn Đông sẽ cùng đoàn với mình đi Singapore vào ngày 12 đến ngày 16 tháng 12, mình là tháng 7 này. Mình là người trưởng đoàn, dẫn hơn 40 bạn. Ok, chào bạn Triệu Hoàng Tinh. Rất là vui em xem này. Vâng, chào bạn Dương Đình Quý. Ok, riêng ai chứ bạn Quý thì mình luôn luôn nhớ bạn Quý. Nói chung là mình nhớ cũng khá là tốt bạn Quý ơi. Cảm ơn bạn Quý rất là nhiều. Rất là vui là bạn Quý theo dõi cái livestream đến giờ này. Chắc là mình nghĩ giờ này chắc là bạn Quý qua 8-9 năm rồi, chắc là bạn Quý đã kinh doanh tốt rồi nhỉ. Chào bạn Huy Vi. Ok, Huy Vi ở Gia Lai. Vâng, vậy thì để có cái cuộc sống tốt thì trước tiên là chúng ta cần phải xây dựng cho mình những cái nền tảng cơ bản. Một người làm kinh doanh cũng vậy thôi. Một người làm, chào bạn Nguyễn Văn Mùi. Bạn Nguyễn Văn Mùi là thẩm mỹ viện Remyland. Ok chưa? Chào bạn Thông Trương Thành. Ok, bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống số 1 nha, để mình biết. Để mình biết. Bạn nào mà muốn mua hai cuốn sách của mình thì các bạn cứ ghi số điện thoại xuống thì sách sẽ được gửi đến nhà bạn khắp mọi miền đất nước này. Thì chúng ta cũng cần phải tuân theo những cái nguyên tắc cơ bản. Để có cái cuộc sống tốt đẹp, chúng ta cũng cần phải tuân theo những cái nguyên tắc rất là cơ bản. Để việc kinh doanh tốt đẹp, chúng ta cũng cần phải tuân theo những cái cơ bản. Để làm được một người kế toán tuyệt vời, chúng ta cũng phải tuân theo những cái quy luật cơ bản. Tuy nhiên đó là cái quy luật gì? Chúng ta xây dựng được cho mình gì? Những cái nền tảng. Chúng ta xây dựng cho mình được những cái nền tảng nó cơ bản. Thiếu những cái nền tảng cơ bản đó, và để tích lũy được những cái nền tảng cơ bản đó, nó không phải là một sớm một chiều, không phải là tự nhiên ngồi rồi nhấn cái nút rồi cái là nó có liền. Nó hoàn toàn nó không có như vậy đâu. Cái chuyện đó là hoàn toàn nó không có như vậy đâu. Mà chúng ta cần phải có một cái yếu tố rất là cơ bản, đó là yếu tố về thời gian. Ok, chào bạn Nguyễn Phước. Ngày mai các em nó sẽ giao cho bạn. Chúng ta cần có một cái nó rất là quan trọng, đó là yếu tố thời gian. Chúng ta cần thời gian để mỗi ngày
chúng ta tích lũy, chúng ta rèn luyện một chút xíu, các bạn thấy chưa, cái cây cổ thụ trước khi nó trở thành một cái cây to lớn thì nó phải cần yếu tố thời gian để mỗi ngày gì, nó tích lũy một chút xíu, chút xíu, chút xíu, chút xíu, mỗi ngày một chút thôi. Bạn nào mà cần đó, các bạn đọc cái quyển sách của mình mỗi ngày một chút thôi, các bạn sẽ cảm nghiệm ra cái điều này. Vậy thì để có được cái cuộc sống, một cuộc đời tốt đẹp, thì các bạn cần tuân theo những cái nguyên tắc sau. Nguyên tắc thứ nhất, các bạn ghi vô, hồi nãy giờ không thấy các bạn comment xuống, các bạn ghi vô cái nguyên tắc thứ nhất đó là: ok, chào bạn Lưu Nguyễn Hoàng Nam, ngày mai các em nó sẽ giao cho em nha. Thứ nhất là chúng ta phải luôn để tâm đến cuộc sống của mình, tức là phải luôn quan tâm đến cuộc sống của mình. Ghi vô đi, chúng ta phải luôn để tâm và quan tâm đến cuộc sống của mình. Ghi vô đi, luôn để tâm và quan tâm, phải quan sát cuộc sống của mình. Đây, những người họ không có để tâm đến cuộc sống của mình, cứ tối, đúng tối thì ngủ, sáng ngày thì thức dậy, rồi đi làm, và cứ ngày qua ngày vậy. Em muốn mua sách, vâng, chào bạn Trúc Giao. Ngày mai các em nó sẽ giao cho em, trên khắp mọi miền đất nước nha. Chào bạn Nguyễn Thị Xuân Tu, rất là tuyệt vời, tại An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên. Wow, bạn Xuân Tu ở Hưng Yên lặng, rất là vui. Luôn để, một là luôn để tâm đến cái cuộc sống của mình, để tâm về gì ạ? Về những cái gì ạ? Chúng ta phải quan sát cuộc sống của mình, thực sự là ngày hôm nay nó có tốt không? Chúng ta đã sống bao nhiêu năm rồi mà ngày hôm nay nó có tốt không? Nó có tốt đẹp không? Hay là nó ngày qua ngày, rồi tháng qua tháng, rồi năm qua năm, cái cuộc sống nó vẫn cứ như vậy. Cái cuộc sống nó cứ ngày ngày qua ngày, nó vẫn cứ như vậy, và chúng ta chỉ biết rên rỉ và than thở thôi. Ok, chào bạn Nguyễn Huyền, ngày mai các em nó sẽ giao cho em. Chào bạn Thái Bình Nguyễn. Ok, chưa? Bạn nào đã đọc sách của mình rồi, có sách của mình rồi thì các bạn comment xuống. Bạn nào thấy cảm nhận cái quyển sách của mình hay, hay ý nghĩa, hay là các bạn không thích gì đó thì các bạn comment xuống đi, để mình biết. Và bạn nào chưa chia sẻ cái live stream của mình thì các bạn hãy tranh thủ các bạn chia sẻ đi, để về gì, để về bạn xem đi xem lại. Thứ nhất là bạn xem đi xem lại, cái thứ hai là người thân các bạn xem và họ thấy được như vậy và họ thay đổi, nó vẫn cứ tốt hơn nhiều chứ, đúng không các bạn ơi? Nó là cái người cởi mở và sở lỗi, nó vẫn cứ luôn tốt hơn này. Cái người sẵn sàng cho đi thì nó vẫn cứ tốt hơn nhiều. Ok Đức, mai thầy và cho các bạn gửi giùm em quyển sách. Ok, em vào sau, sách gì đấy thầy? Mình có hai quyển sách chút xíu mình giới thiệu bạn Hiếu Nguyễn nha, cứ xem đi. Em đã mua hai quyển sách của thầy. Ok, vậy thì em đọc chưa và em cảm nhận ra cái gì? Bạn Phùng Tăng Phát rồi. Vậy thì chúng ta phải để tâm với cuộc sống của mình, và chúng ta trả lời được cái câu hỏi rất là quan trọng là: thực sự là bạn muốn cái gì trong cuộc đời này? Các bạn phải trả lời được cái điều rất là quan trọng này. Thực sự là bạn muốn cái điều gì trong cuộc đời này? Bạn muốn cái gì trong cuộc đời? Bạn muốn cái gì? Bạn muốn để lại cái gì? Hoặc là bạn muốn sống cuộc đời nó ra sao? Bạn phải trả lời được cái câu hỏi đó. Nếu mà bạn không trả lời được cái câu hỏi đó này thì rõ ràng là nó rất là nghiêm trọng à. Và bạn sống ngày qua ngày à, và bạn cứ hứa hẹn hoài. Thực sự thì cuộc sống bạn muốn cái gì? Bạn phải trả lời dứt khoát được cái chỗ đó. Cái cuộc đời của bạn muốn cái gì? Còn nếu mà mình không biết mình muốn cái gì thì sao? Thì làm sao mà chúng ta đạt được? Không thể chấp nhận được. Cái thứ hai là điều bạn học được, những cái gì mà bạn trải qua thì bạn đã học được cái gì, và cái điều đó nó giúp cho bạn tốt hơn, hay cái điều đó nó làm cho bạn đi chậm lại, hay cái đó chính là cái sai lầm. Cái sự để tâm mà hồi nãy mình nói, cái mục số 1 là cái sự để tâm này, nghĩa là chúng ta phải biết ta muốn cái gì. Và cái thứ hai, chúng ta phải biết rằng là mỗi ngày trôi qua chúng ta học được gì. Một cái câu hỏi rất là quan trọng là ngày hôm nay này, ngày hôm nay là ngày thứ hai này, từ sáng cho tới tối giờ này này, thì bạn học được cái gì? Chào bạn chị Eri Trần, thích cuốn sách mỗi ngày một chút thôi, rất thực tế với cuộc sống và ý nghĩa rất hay, cảm ơn chị rất là nhiều. Đó là câu hỏi lớn thầy ơi. Câu hỏi lớn hay câu hỏi nhỏ thì cũng phải trả lời. Nếu mà bạn Phan Minh, bạn nói rằng câu hỏi này là câu hỏi lớn rồi bạn để đó, lớn nhỏ gì cũng phải trả lời.
cuối cùng trả lời thôi, chứ không phải là câu hỏi lớn hay câu hỏi nhỏ. Còn nếu mà bạn không trả lời được thực sự cuộc đời này bạn muốn cái gì, thì rõ ràng chắc chắn rằng những năm qua bạn sống như thế nào, bạn sống theo dòng nước trôi, giống như bèo trôi mai dạt, đưa đâu là đưa tới tới đó. Và an tâm đi, thêm 3 năm nữa, 5 năm nữa cuộc đời của bạn sống theo sự hên xui. Các bạn hiểu chưa? Chúng ta phải luôn để tâm với cuộc sống của mình. Thứ nhất là chúng ta phải biết gì, thực sự là ta muốn cái gì trong cuộc đời này. Cái thứ hai, cái thứ hai là thực sự những ngày qua chúng ta đã học những cái gì, nó làm cho chúng ta lớn lên, hay nó làm cho chúng ta dậm chân tại chỗ, hay là chúng ta có quá nhiều sai lầm. Và cái tiếp theo là chúng ta phải để cái gì lại cho cuộc đời này trước khi chúng ta nhắm mắt. Chúng ta để gì lại trên cuộc đời này khi chúng ta không còn sống nữa. Những người mà họ để tâm tới cuộc sống và họ trả lời được những cái điều này, thì họ như thế nào? Những cái con người đó là những con người rất là tuyệt vời. Họ luôn biết họ muốn cái gì và họ luôn biết họ làm cái gì. Một cái kinh nghiệm của mình, các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ kinh nghiệm của mình không? Các bạn nào sẵn sàng thì các bạn comment xuống, các bạn nói các bạn sẵn sàng. Và tiếp theo nữa là các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn. Và bạn nào mà lần đầu tiên mà biết đến mình xem livestream này thì các bạn comment xuống đi. Các bạn comment xuống là các bạn chọn số 1, các bạn nói lần đầu tiên bạn biết mình. Để chia sẻ tiếp thì mình dừng lại, mình giới thiệu một chút xíu. Có một số bạn mới vào sau không biết mình. Thứ nhất là hiện tại là mình là người sở hữu cái trung tâm B-Training. Các bạn thấy chưa, cái chữ B-Training vừa ướm cho nhau. Mình thành lập nó năm 2009, cho tới giờ nó đã được 9 năm rồi. Và cái số điện thoại, địa chỉ email rồi đó. Cái khóa học nổi tiếng của mình là cái khóa làm chủ doanh nghiệp, giúp cho các bạn ra khởi nghiệp từ tay trắng. Cái tên của vườn ươm doanh nhân mình, mình là tác giả của ba cái quyển sách này. Cái quyển thứ nhất là quyển vườn biển lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Cái quyển thứ hai là quyển mỗi ngày một chút thôi, hướng dẫn chi tiết từng bước ra kinh doanh. Cái quyển số 3 là quyển Beyond the Way. Cái quyển này bằng tiếng Anh, các bạn mua ở trên Amazon ở nước ngoài thì mua bằng tiếng Anh. Và mình cũng sắp ra cái quyển thứ 4, bán hàng online ngay. Và bạn nào mà đang xem cái livestream này mà bạn sở hữu hai cái quyển sách của mình bằng tiếng Việt đó, ngay bây giờ các bạn comment số điện thoại cho mình. Và các bạn như thế nào thì sách sẽ được gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Chỉ cần số điện thoại thôi. Hai quyển sách này là 210.000, bao luôn phí ship cho các bạn. Ship về tỉnh mắc hết 50.000 rồi. Mình bán 100% theo giá bìa. Các bạn hình như chưa? Cái này cũng chả buôn bán gì, chia sẻ thôi. Cái kinh phí in ấn xin giấy phép của cái quyển sách là nó đã lên tới đó rồi. Tuy nhiên các bạn nào mà có sách thì các bạn như thế nào các bạn sẽ được add vào một cái group. Một cái group, chỉ những người có sách mới được add vào cái group đó. Và bạn nào đã có sách rồi, cái group này là cái group toàn là những người kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước này, và họ sở hữu hai cái quyển sách của mình thì họ mới được vào cái group đó. Các bạn thấy tuyệt vời không rất rất là tuyệt vời đúng không? Và vào cái group đó chúng ta sẽ giao lưu kết nối với mọi người trên khắp mọi miền đất nước này. Và trong đó mình sẽ chia sẻ sâu hơn về kinh doanh, mình sẽ đưa những cái bài viết vào đó, mình sẽ live stream trong cái group đó, mình sẽ trả lời trực tiếp những câu hỏi các bạn ở trong cái group đó. Khi các bạn hỏi mình thì các bạn gặp vấn đề gì các bạn hỏi mình. Các bạn cái dạng mà lên được có hỏi thầy cho em lời khuyên, mình không có khuyên ai đó, mình không có đủ quyền năng quyền lực mình khuyên ai đó. Các bạn vướng cái gì và mình giúp cho bạn trả lời ra cái câu hỏi đó. Hỏi mình cứ nói là thầy khuyên em cứ nên làm hay không. Mình đâu có phải hay ho gì mà mình dám khuyên các bạn. Mình không dám khuyên các bạn đâu. Ok chưa? Vậy thì các bạn nào mà có số điện thoại thì ngày mai các em nó sẽ giao sách đến tặng nhà các bạn. Group tên là gì vậy thầy? Em có hai quyển sách thầy ơi. Bạn nào có sách rồi thì comment xuống. Sẽ đưa link và các bạn sẽ trả lời những câu hỏi thì các bạn. Rồi, vậy là vừa rồi mình chia sẻ với các bạn là làm sao để chúng ta có cái cuộc đời tốt đẹp. Vậy thì vừa rồi mình nói rồi,
Hãy luôn để tâm đến cái cuộc sống của mình. Mà muốn để tâm đến cuộc sống của mình thì không còn cái cách gì khác là hãy dành cái thời gian để suy nghĩ rằng thực sự là cuộc đời này mình muốn cái gì? Mình muốn cái gì? Mình phải trả lời được. Cái thứ hai là những ngày qua mình học được những cái gì? Thực sự là các bạn đã học được những cái gì trong cuộc đời này? Những ngày qua chúng ta học được hay là chúng ta đang đứng yên, hay là chúng ta có quá nhiều những cái sai lầm. Khi mà chúng ta nhận ra được thì đó là điều kiện để chúng ta phát triển. Cái thứ ba là nếu mà ngày mai chúng ta mất đi thì chúng ta để lại cái di sản gì cho thế giới này? Chúng ta để lại di sản gì? Hay là chúng ta mất đi nghĩa là chấm hết? Những cái người họ để lại di sản là họ không hết, họ mất nhưng mà họ vẫn còn sống, bởi vì những cái họ làm được nó vẫn còn ở trên đời này. Bạn nhận ra điều này không ạ? Để có một cái cuộc sống tuyệt vời, chúng ta cần có cho mình những cái nền tảng rất là tuyệt vời. Vậy thì làm sao để chúng ta có được những cái đó? Nó rất là đơn giản. Mỗi ngày bạn hãy dành buổi tối hoặc buổi sáng, bạn viết ra, bạn review cái cuộc sống của mình. Thực sự là ngày hôm nay chúng ta làm gì? Các bạn viết gần như viết nhật ký vậy đó. Và tại sao, hỏi câu hỏi tại sao những năm qua chúng ta chưa phát triển? Vậy thì một cái kỹ năng nào, ok chưa? Một cái kỹ năng nào nó giúp cho bạn đột phá? Cái kỹ năng nào? Và bạn nhận ra cái kỹ năng nào đó thì bạn phải như thế nào ạ? Phải sáng tạo áo ra và đi học và đầu tư vào kỹ năng đó cho bằng được. Một trong những cái sai lầm của rất là nhiều người là họ biết rằng cái điều đó sẽ giúp cho họ thành công, nhưng mà họ lại không chịu gì ạ? Không chịu học hành để phát triển. Họ cứ ngồi đó chờ hên xui, mắc công ngày tháng, qua ngày này qua ngày nọ, hoặc là cứ đi hỏi học lớn đầu này học lớn đầu kia, nó không ra cái gì hết, nó trật lắc hết. Đó là cái sai lầm của rất là nhiều người. Rồi họ hẹn lúc trẻ làm không được, cái hẹn về già làm, cái đó là vô lý. Cái lúc độc thân làm không được, hẹn 30 tuổi có vợ làm, cái đó là những cái người mà dở hơi. Độc thân mà còn làm không được, lớn tuổi làm sao làm được? Độc thân sức khỏe làm không được, lớn tuổi có vợ rồi luôn làm sao được? Có con rồi nữa lo cho những việc đó làm sao được? Nhưng mà họ cứ để ngày tháng á, họ cứ chơi ngày này qua ngày nọ vậy đó. Họ sống một cuộc đời rất là vô định. Chào bạn Lộc Nguyễn, hôm qua không thấy em, cái ngày thứ hai không thấy em đi học. Chào bạn Đăng Hào. Vâng, các bạn có nhận ra điều này không? Đừng có bao giờ mà để cái cuộc đời mình nó đi theo cái kiểu nó như vậy hết. Vâng, vậy thì vừa rồi mình chia sẻ các bạn cái mục đầu tiên là hãy để tâm đến cái cuộc sống của mình. Mà một trong những cái bí quyết rất là đơn giản của mình là các bạn chọn ra làm kinh doanh đi. Chọn cái cuộc đời làm kinh doanh thì mọi thứ kia nó được giải quyết sạch. Chào bạn Huyền Nguyễn. Cái đây là một cái kinh nghiệm rất là xương máu của mình. Bởi vì làm kinh doanh là bắt buộc phải có mục tiêu. Làm kinh doanh là bắt buộc phải gì ạ? Bắt buộc phải theo cái nguồn máy và làm mỗi ngày. Làm kinh doanh nó làm cho bạn phải bám theo mục tiêu vì đừng ngủ nên tự nhiên các bạn làm được hết. Bạn Huyền Nguyễn, em muốn mua sách thì em chỉ comment số điện thoại thôi em. Chỉ cần có số điện thoại là ngày mai các em nó sẽ gửi đến em. Chào bạn Tuyền. Chào bạn Vòng Hồng Tuyền. Rất là tuyệt vời. Cái thứ hai, các bạn ghi vào cái thứ hai đi. Chúng ta phải cam kết sống một cuộc sống có sự cam kết. Các bạn không cam kết thì bó tay. Ghi cái số 2 vào. Sống một cuộc sống phải có cam kết. Chào bạn Phú Quý Lê. Rất là vui thấy em comment mình, vui quá. Chào bạn dấu chấm hỏi. Thứ năm tuần này em sẽ học lớp tài. Vâng, bạn dấu chấm hỏi là nói là thứ năm tuần này sẽ học lớp mình. Chính xác. Thứ năm tuần này thì mình có lúc 18 giờ tại Sài Gòn. Bạn nào ở Sài Gòn nè, ở Bình Dương nè, ở Đồng Nai nè, thì các bạn hãy về Sài Gòn tham dự một cái lớp cô của mình. Cái lớp này là lớp khởi nghiệp và làm chủ doanh nghiệp. Mình chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Và cuối tuần này thứ bảy chủ nhật là mình chia sẻ cái lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 145. Mỗi lớp trung bình 70 đến 80 bạn. Và các bạn như thế nào
các bạn sẽ vỡ ra rất là nhiều điều, các bạn sẽ nghe những cái kiến thức mà lần đầu tiên trong cuộc đời các bạn sẽ được nghe. Các bạn sẽ chứng kiến những cái con người, những người bạn của bạn, họ khó khăn và họ bứt phá như thế nào. Nếu các bạn nào muốn cam kết cái điều đó, các bạn muốn cái cuộc sống bạn ý nghĩa, thì bạn hãy đến ngay cái lớp học. Cái lớp học tối thứ năm là lớp hoàn toàn miễn phí. Ok chưa? Vậy thì chúng ta phải sống một cuộc sống có cái sự cam kết. Cam kết ở đây là gì? Cái cách duy nhất để cuộc sống chúng ta có ý nghĩa là chúng ta phải như là chúng ta phải hết lòng dâng nó. Ok chưa? Và cái đây là cái nguyên lý cơ bản mà. Cái cách duy nhất để gì à? Để bạn có một người bạn chân tình là bạn phải hết lòng với người bạn chân tình đó. Các bạn thấy không? Cái sự hết lòng đó là cái sự cam kết. Cái cách duy nhất, ok chưa? Để bạn có khách hàng tuyệt vời là bạn phải cam kết với khách hàng rằng là bạn gì? Bạn phải làm kinh doanh thực tế, bạn phải bán hàng đúng dịch vụ, đúng chất lượng, mang những cái giá trị trong cái khả năng có thể nhất của bạn đến cho khách hàng. Đó chính là cái sự cam kết. Ok, bạn Trần Nguyên rất là tuyệt vời. Sẽ gặp em tiếp. Có học ngày chủ nhật không thầy? Vâng, cái lớp miễn phí là nó có tối thứ năm thôi bạn Phan Nguyễn. Bạn muốn đăng ký cái lớp học tối thứ năm thì inbox số điện thoại cho mình. Bạn cứ ghi inbox số điện thoại học tối thứ năm thì các em ngày mai nó sẽ tương tác với em. Cái cách duy nhất để chúng ta trở thành một người kinh doanh tuyệt vời là chúng ta phải hết lòng với nó. Đó là cái sự cam kết. Sự hết lòng đó chính là sự cam kết. Cái cách duy nhất để bạn có một cái chậu cảnh rất là đẹp thì bạn phải làm gì vậy? Bạn phải mỗi ngày bạn phải chăm chút nó, bạn phải hết mình với cái chậu cảnh đó thì cái chậu cảnh đó nó mới đẹp. Sáng nào mình cũng tập thể dục và mình thấy ở trong cái khu mình nó có những người họ nuôi chó và có những thằng Tây nó có con chó rất là đẹp. Và sáng nào cũng vậy, mới sáng sớm 5 giờ sáng là họ dẫn những con chó ra, họ chạy bộ, họ chăm sóc cho những cái con chó đó. Rất là tuyệt vời các bạn, anh Dung rồi. Cái cách duy nhất để các bạn có một cái con thú cưng rất là tuyệt vời là bạn phải chăm sóc nó hết lòng. Cái đó là sự cam kết trong cuộc sống này. Chào bạn Hạnh Hà. Nếu cuộc sống mà bạn thiếu sự cam kết thì cuộc sống bạn nó không thể tốt đẹp được. Cái cách duy nhất để bạn có một cái gia đình tuyệt vời là bạn phải cam kết, bạn chăm sóc, bạn để tâm đối với cái gia đình của mình, đúng không ạ? Con không thì bạn sẽ không có cái cuộc sống tốt đẹp được. Cái cách duy nhất để bạn gì à? Bạn có một cái công ty tuyệt vời là bạn hãy chú tâm với nó. Vậy chứ những người họ không chú tâm như thế nào? Họ sẽ không có được. Đặc biệt là những cái người mà họ đi làm công á, mà họ muốn ra làm kinh doanh á, họ để cái việc làm kinh doanh là việc phụ. Họ xem cái công việc làm kinh doanh là chính. Một ngày 10 tiếng đồng hồ họ ở bên cái công ty làm công rồi. Rồi họ tập trung cho cái việc kinh doanh của họ. Cứ 1-2 tiếng đồng hồ mà họ làm không tới nơi nữa. Rồi họ nói kinh doanh khó lắm. Các bạn thấy chưa? Mà hồi nãy mình nói là cái cách duy nhất để chúng ta có cái cuộc sống này tốt đẹp là chúng ta phải hết lòng với nó. Cái cách duy nhất để chúng ta có cái công ty này tốt đẹp là chúng ta phải hết lòng với cái công ty của mình. Vậy các bạn có cam kết chưa? Và khi các bạn cam kết rồi thì các bạn mới dám hy sinh. Mình luôn nói dám yêu thì dám liều, đúng không? Dám yêu thì dám liều. Em có một công việc ổn định, em muốn ra ngoài làm kinh doanh mà em phân vân quá thời. Bạn phân vân cái gì? Câu hỏi ở đây là bạn phân vân cái gì? Bạn nói bạn có công việc ổn định thì thực sự nó có ổn định chưa? Hay một ngày nào đó nó sẽ mất việc mà gọi là ổn định? Đúng rồi. Mọi điều tốt đẹp trên đời này chúng ta cần phải có sự cam kết chính xác 100%. Cam kết đi đến cùng với nó. Và khi chúng ta đã cam kết rồi thì đã nói rồi mà, dám yêu thì dám liều. Chúng ta phải lăn xả vì nó, chúng ta phải hy sinh vì nó. Ok chưa? Chúng ta hãy gì vậy? Hãy vượt qua mọi trở ngại để chúng ta có được nó. Cuộc sống nó ý nghĩa là như vậy. Đừng có nói với mình rằng là có những người nói là cái cuộc sống của em nó quá khó khăn, cuộc sống của em nó quá bấp bênh, cuộc sống của em nó không có điều kiện, cuộc sống của em nó có quá nhiều trở ngại. Mà nói
cuộc sống càng bấp bênh này, cuộc sống càng khó khăn này, cuộc sống càng gì càng không có điều kiện này, thì bạn càng phải tận tâm cho nó. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Bạn cần phải có mục tiêu và bạn cần phải đeo đuổi cái sự tốt đẹp. À, nếu bạn thực sự bạn đang khó khăn trong cuộc sống thì bạn cần phải quyết tâm hơn nhiều người khác, chứ không phải bạn ngồi đó bạn nói bạn đang khó khăn. Nếu cuộc sống hiện tại mà bạn chưa có được nhiều tiền, cuộc sống của hiện tại bạn chưa có được mối quan hệ tốt, cuộc sống hiện tại mà cái kiến thức của bạn nó chưa có tuyệt vời, là bởi vì sao ạ? Bởi vì bạn chưa chú tâm vào việc kiếm tiền, bạn chưa chú tâm vào việc phát triển những kỹ năng của bạn. Nếu cuộc sống hiện tại mà việc kinh doanh của bạn nó chưa thực sự tuyệt vời, là bởi vì bạn chưa luyện những cái kỹ năng của bạn nó càng ngày nó càng trở nên tuyệt vời hơn, kỹ năng kinh doanh nó tuyệt vời hơn. Đó. Một cái vụ ví dụ nó rất là bình thường thôi. Nếu mà bạn nuôi một cái con chó và cái con chó đó nó ốm eo gầy mòn thì cái lỗi đó là lỗi của ai à? Lỗi của bạn. Nếu mà hiện tại chúng ta chưa có điều kiện thì chúng ta phải cố gắng hơn, chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn, chứ đừng có nói là do em không có điều kiện, cuộc sống em nó rất là bấp bênh, cuộc sống em nó rất là khó khăn. Những câu nói đó không thể chấp nhận được. Cuộc sống càng khó khăn thì càng phải gì ạ? À? Càng phải phấn đấu và càng phải đi về phía trước. Đó là điều chắc chắn. Chào bạn Nguyễn Kim Hòa. À, đó là điều chắc chắn. Không phải bàn cãi. Hãy lập kế hoạch cho nó. Hãy lập mục tiêu cho nó. Để chúng ta đạt được những cái mà trong cuộc sống chúng ta cần có. Ok chưa các bạn ơi? À, vậy thì hồi nãy giờ mình chia sẻ, bạn có học được bài học gì không? Một bài học mà bạn học được hồi nãy giờ qua mình chia sẻ đó là bài học gì? Các bạn comment xuống đi, để cho mình vui chứ. À, bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống số 1. Bạn nào mà chưa có hai cái quyển sách của mình thì các bạn hãy comment số điện thoại. Và sách sẽ được giao đến nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước. À. Ok chưa các bạn? Vậy thì nó như thế nào? Cái thứ ba, các bạn phải ghi vào cái thứ ba. Các bạn ghi vào cái thứ ba. Nghĩa là chúng ta luôn sống mỗi ngày mỗi vui. Cái thứ ba, để có cái cuộc sống tốt đẹp. Chào bạn Nguyễn Kim Hòa, rất là tuyệt vời lần đầu tiên biết bạn. À. Cái thứ ba là chúng ta phải sống một cuộc đời tốt đẹp. À. Sống một cuộc đời vui, mỗi ngày thức dậy là phải vui. À, chào bạn Bình Huy. À, các bạn đã chia sẻ, em Xí Muội này, Bình Huy này, bạn Kim Hoa này, bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn chưa? Bạn Bolelo Trần, bạn chia sẻ về nhà các bạn chưa? Bạn Trần Tuấn Đạt, ok, ngày mai các em nó sẽ giao sắp đến nhà em. À, chúng ta phải thiết kế cho cuộc sống chúng ta nó vui. Cái thứ ba là làm cho cuộc sống chúng ta mỗi ngày mỗi vui. Giống như cái bài hát mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, đúng không? À, của bài hát Trịnh Công Sơn. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa, chọn những nụ cười. Ok chưa? Chứ đừng nói là chọn đi, chọn lại, chọn hết cả ngày. Ok chưa? À, nó là chúng ta phải chọn cho mình một cái niềm vui. Bởi vì bạn vui, bạn vẫn sống. Và bạn không vui thì bạn cũng phải sống. À, đúng không các bạn ơi? Vậy thì những người hay có một cái thói quen là khi họ nhìn đời nó quá khắt khe, họ nhìn đời nó có khắt khe quá, họ nhìn đời nó khó khăn quá, họ nhìn đời nó nghiêm trọng quá. À, họ làm cho cái đời nó quá nghiêm trọng đi. Và đó là lý do mà họ không có một cái ngày nào để nó vui. Cái nụ cười, cái việc họ cười, nhưng mà họ cười bằng cách họ nhe cái răng ra vậy này. Nhưng mà trong lòng họ không có vui. À, bởi vì sao ạ? Họ nhìn cuộc đời này nó quá nghiêm trọng. À, họ nhìn cuộc đời này nó quá khắt khe. Họ khắt khe à? Họ khắt khe đối với bản thân họ. Họ khắt khe đối với những người xung quanh họ. Quá khắc khe. À, mà họ không biết rằng khắc khe cũng phải sống, nghiêm trọng cũng phải sống. Mà mỗi ngày an vui, mỗi ngày đều vui thì cũng phải sống. Các bạn có hình dung ra điều này chưa? À, vậy thì đằng nào chúng ta cũng phải sống, thì chúng ta sống
một cuộc sống, tự tạo cho mình một cuộc sống nó vui vẻ. Em đã xa rồi, em đã xa rồi, em chưa có quyển sách vượt biển lớn. Ok, bạn dấu chấm hỏi. À, sách ngày mai sẽ được gửi đến nhà em. À, các bạn có nhận ra điều này chưa? Và chúng ta nên nhớ rằng, ok chưa? Có thể các bạn không làm cái điều gì đó vĩ đại được. Có thể bạn không có được những cái tác phẩm vĩ đại. Có thể các bạn không có được những cái công trình vĩ đại. Có thể các bạn không có được những cái công ty vĩ đại. Tuy nhiên, bạn được quyền sống một cái cuộc sống và cuộc đời vĩ đại. Bạn có nhận ra điều này không ạ? Bởi vì sao ạ? Vĩ đại đối với chính con người chúng ta là được rồi. Tại sao chúng ta phải khắc khe? Tại sao chúng ta phải khó chịu? Tại sao chúng ta phải rất là nghiêm khắc khi chúng ta thức dậy mỗi ngày? À, các bạn có nhận ra điều này không ạ? Vậy là để có cái cuộc đời chúng ta sống tốt đẹp ý nghĩa hơn thì chúng ta phải có gì ạ? Thứ nhất là gì các bạn? Đúng rồi, mình nói bà Nguyễn sau em nói đó, mỗi ngày chúng ta nên cười ít nhất 30 phút. Cười 30 phút người ta thấy mình điên thiệt, nhưng mà kệ nó, họ điên bởi vì những người họ khắc khe với cuộc sống thì họ thấy mình điên thật. Đúng không? Ok, nhưng mà chúng ta như nào? Chúng ta quyết tâm, chúng ta sống cuộc sống chúng ta nó vui mà. À, chúng ta ok là được rồi. Tại sao các bạn phải sợ những người kia nói bạn khùng, bạn điên mà bạn không dám cười? À, rồi lại bạn khắc khe theo họ à? Không phải vậy. Chúng ta hãy cho chúng ta một cái cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó khắc khe. Cuộc đời dở ơi nhất là như thế nào à? Là vì nghe cái thằng gì nó xúi dục và cuộc đời chúng ta biến theo cuộc đời của nó. Miễn là cuộc đời chúng ta nó tốt và nó vui mỗi ngày là được rồi. À, vậy thì bây giờ mình nói lại này, chúng ta như thế nào à? Làm sao để chúng ta sống một cuộc đời tốt đẹp hơn? À, hồi nãy mình nói rồi đó. À, thứ nhất, chúng ta phải luôn để tâm đối với cuộc sống của chúng ta. À, và cái cách để tâm như thế nào thì các bạn review lại. Nếu bạn nào vào trễ thì review lại xem. Cái thứ hai, chào bạn Lina. Ok chưa? Cái thứ hai, các bạn phải như thế nào ạ? Các bạn phải như thế nào ạ? Các bạn phải cam kết đối với cuộc sống của mình. Phải cam kết. Cuộc sống là phải cái cam kết. Cam kết làm cho bằng được. À, và cái thứ ba là cam kết rằng chúng ta tự nguyện rằng mỗi ngày chúng ta phải vui. À, chúng ta không được khắt khe và quá nghiêm túc với cái cuộc sống của mình. À, bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống số 1. À, để mình kết nối với các bạn. Các bạn nào chưa chia sẻ livestream này thì hãy chia sẻ livestream này về nhà các bạn. À, mình là Nguyễn Thái Duy, mình mặc cái áo này, mình là người sáng lập Vườn Ươm Bi Training. À, đây cái chữ Bi Training đây, các bạn thấy không ạ? Mình cho các bạn thấy cái chữ Bi Training đây. À, chữ Bi Training, cái khóa học nổi tiếng 9 năm qua của mình là khóa học làm chủ doanh nghiệp. Mình chỉ chia sẻ lại cái cách làm chủ doanh nghiệp và cái đây là địa chỉ của trung tâm mình. À, và đây là ba cái quyển sách của mình. Quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn Mỗi Ngày Một Chút Thôi, quyển thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi, và quyển thứ ba là quyển Bị Dẫn Đầu Quay. Hai quyển sách tiếng Việt của mình là hướng dẫn cho các bạn làm về kinh doanh. Bạn nào mà ra kinh doanh thì các bạn như thế nào ạ? À? À, các bạn nào mà ra kinh doanh thì các bạn hãy mua hai cái quyển sách của mình. Các bạn nào ở trên khắp mọi miền đất nước mà các bạn muốn mua hai cái quyển sách của mình thì các bạn như thế nào? Các bạn như thế nào? Các bạn cứ comment số điện thoại xuống. Ngày mai sách sẽ được gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. À, và các bạn sẽ được add vào một cái group riêng. À, cái group này mình sẽ chia sẻ cho bạn kinh doanh sâu hơn. Chỉ như bạn có hai cuốn sách này các bạn mới được vào cái group này. À, bạn nào có sách rồi thì comment xuống chút xíu, mình sẽ cho các bạn cái link. Và khi các bạn có cái link này rồi thì các bạn như thế nào? Các bạn trả lời những câu hỏi thì các bạn mới được vào group. À, và vào group đó các bạn sẽ được những cái quyền lợi gì? Các bạn sẽ được kết nối rất toàn bộ những người làm kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước này. Và 100% những người vào trong group này họ đã sở hữu hai cái quyển sách của mình, họ đã đọc hết, nên là cái tư duy kinh doanh của họ nó rất là tốt. À, và các bạn có được cái mối quan hệ trên khắp mọi miền đất nước này. Đây là cái giai đoạn này. À, mình còn ưu đãi cho các bạn hai quyển sách chỉ có 210.000. À, và như thế nào và sách giao đến nhà các bạn mình free ship luôn. À, gửi đi tỉnh là nó hết 50.000 đó. À, thời gian sau thì không có ưu đãi,
và điều kiện nó sẽ khó hơn để được vào group. À, group cả ngàn người, các bạn thấy không ạ? À, và bạn kết nối cả ngàn người đó trên khắp mọi miền đất nước, toàn là những người chất lượng, toàn là những người kinh doanh, là những người đam mê kinh doanh. Đó là những con người rất là tuyệt vời trong cuộc đời của các bạn. Và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái chương trình livestream này. Các bạn nào muốn mua sách thì comment xuống. À, tối thứ năm tuần này mình có cái lớp chia sẻ bạn cái cách kinh doanh và khởi nghiệp hoàn toàn miễn phí. Bạn nào ở Sài Gòn, ở Bình Dương, ở Đồng Nai gần đây thì các bạn về để học, để biết, để các bạn trải nghiệm, các bạn thấy những con người tuyệt vời nó như thế nào. Cuối tuần này là lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 145. À, và các bạn đi học cái khóa này, các bạn sẽ kết nối khoảng 80 người, những người họ rất là khát khao, họ có sự nghĩ rất là khác biệt, họ chọn cái con đường làm kinh doanh cho hành trình cuộc đời của họ. À, rất là vui. Tối hôm nay mình chia sẻ một cái chủ đề rất là đặc biệt, và các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi. À, để chúng ta như thế nào để chúng ta cùng nhau giúp cho mọi người và chính các bạn mọi ngày nó tốt hơn. À, chúc các bạn buổi tối ngủ rất là ngon. Bye bye các bạn.